về nhà vui đi sao nhỉ, vui mừng thì sao đấy. Về nhà thi cơm à? Hello everyone. Hành trình với ngồi xuống. Hành trình của máy của Bibi thì đi camping mấy ngày vừa rồi thì khá là vui. Bibi rất là vui và rất là thích. Hành trình camping này làm cho Bibi tự tin hơn rất nhiều. Bibi rất là tự tin ngồi xuống đi nào. Bibi tự tin hơn nhiều. Đấy thì điều rất là vui. Đã khi thấy Bibi đã tự tin hơn. Tất nhiên thì để nói mà Bibi tự tin hẳn ấy, giai đoạn này vẫn chưa. Bố đã cố gắng thời gian tới bố chia thời gian để cho Bibi đi nhiều hơn. Hiện tại thì cá nhân bố Bibi có 4 ngày trải nghiệm như thế là quá là tuyệt vời. Thế hôm nay là kết thúc hành trình đi camping của hai bố con. Thế hôm nay Bibi sẽ trở về với gia đình của mình. Chuyến đi này thì thực sự mà nói là vô cùng ý nghĩa. Thế nên hôm nay bố thì phải đến thời gian này về rồi, tại vì bận một số công việc nên là phải về với gia đình. Thì hy vọng là có thời gian tới có thời gian trải nghiệm hơn để cho Bibi đi nhiều hơn. Đi làm gì đấy? Hả? Phải về nhà vui đi sao nhỉ, vui mừng thì sao đấy. Hả? Về nhà thi cơm à? Hả? À, để bác cởi ba lô chứ. Làm gì nào? Bác cởi ba lô. Bị đi chơi thích không? Cảm ơn thích không? Hả? 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 Đi chơi với người thích không? Hả? Hả mày? Hả? Phần gì đóng ba lô này xem nào. Thế thì phần nào nữa. Gì đó? Không có gì cả nhá. Nhá. Rồi, bác khóa cửa này, khóa ba lô này, khóa này nhá, bác cắt cửa lỗ. Nào đấy. Hả? Nào. Nào đấy. À. Đừng nữa không? Để ba lấy, để ba lấy nhá. Ba gửi nhá. Cảm ơn nhá. Đừng nữa ba không à? Hả? Hả? Để ba mời cho nó. Để ba mời nhá. Miếng mở được không? Miếng sao mở cái này được? Ba mời cho nó. Hả nó? Bị không à?
đi một khá nè. Thank you.
Đi tắm thắm à? Ui dồi ôi, ở thế này á? Ui giời. Hả? Mày nhìn thấy Khánh nó tắm nhanh đây. Em bơi à? Hả? Em không thích bơi à? Ừ. Ừ? Mà sao mà tắm, em có nắng nhá. Rồi. Mấy thằng lại đi tắm một bữa.
tiền. Thấy nhờ? Ừ. Thấy chưa? Ờ. Mà xả thì nha. Hả? Thấy chưa? Thấy chưa? Hả? Thấy chưa? Ừ. Thấy nhờ? Thấy nhờ? Hả? Thấy nhờ? Ừ. Thấy đi camping nữa. Ừ. Ừ. Hả? Hả? Không thích mà sao này? Ờ. Thế thì ba gặp cái này lại. Thì ba mặc áo nha. Làm đi nha. Đi đẹp này nha. Xinh điệu luôn. Ôi giời, áo này. Đấy, áo này chỉnh ra đây tí. Nào, thôi bây giờ lên kia đi, lên kia để bà gặp đồ. Đi chơi không? Hả? Đi chơi không? Ừ? Hả? Hả? Đi chơi không? Đi chơi nữa không? Ừ? Hả? Ừ? Cái gì đây này? Hả? Thank you.
Làm đi. Đâu rồi? Đi vào đây làm gì? Thế nào đấy? Vào bà mệt mà nằm tí nhá, mấy người chơi nhá, mấy người chơi nhá, mấy người chơi hả, mấy người chơi nhá, mấy nhá, bà nằm tí thôi, ngồi chơi nhá, ngồi chơi nhá, nhá, nhá. Thank you.